Cả nhà, chào mừng mọi người trở lại với kênh Hồng Nhân Giỏ của em nha. Cả nhà ơi, hôm nay mình khỏe không ạ? Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ món thức uống sinh tố cam chuối nha cả nhà. Và trên cái mâm này là những nguyên liệu để em xay sinh tố ha. Ở đây là em có những trái chuối ha. Đây ạ, đây có mấy trái chuối nó cũng nhỏ nhỏ ha cả nhà. Chuối này là chuối già mọi người, em mua cũng bữa 2 ngày rồi, nay là nó chín nhiều ăn không kịp luôn á, em còn mấy trái ở bên kia nữa luôn á. Rồi cái đó là em có sữa ha, sữa tươi có đường, hũ da ua ít đường ha, và ở đây là cam và sữa đặc nha cả nhà. Rồi bây giờ em mời mọi người cùng với em làm món thức uống này nhé. Trước tiên giờ em cắt cam ra nha cả nhà, cam màu vàng đẹp quá ha, em mua cam lúc nào cũng ngon hết vậy ta. Là ngon luôn. Rồi bây giờ em để cái này lên em vắt vô nha, em vắt vô với cam. Cam thơm quá mọi người ơi. Em làm sẽ được 2 ly sinh tố cam chuối nha cả nhà. Em làm 1,5 trái cam thôi, là 3 miếng như thế này. Em sẽ cắt một miếng đây để hồi mình làm cái mặt á, mình để trên cái mặt ly á cho nó đẹp ha. Rồi bây giờ em sẽ lọc chuối ra nha, em cắt chuối bỏ vô. Chuối này chín nhiều lắm luôn á cả nhà, chín vậy nó rất là thơm. Bỏ vô đây ha, em làm đây sẽ 2 trái chuối nha, em làm 1,5 trái cam. Em sẽ bỏ hũ sữa chua luôn ha. Cả nhà mình uống thích uống cái gia vị chua ngọt đậm như thế nào thì mình gia giảm nha. Sau đó là em niêu cam đây cả nhà, em sẽ đổ hết cam vô ha, đường nữa nha cả nhà. Nãy trên đây cái mâm là em không có để đường trên, em bỏ vô đây là 2 muỗng đường ha, muốn được cát. Rồi kế tiếp đó là có mật ong nữa cả nhà ơi, nãy em quên giới thiệu mật ong, em bỏ vô đây là 1 muỗng cà phê mật ong ha, bỏ vô xíu muối nữa nè cả nhà, bỏ xíu muối nữa cho nó đậm đà. Kế tiếp đó là em sẽ bỏ sữa đặc ha, sữa đặc là em cho là 2 muỗng canh này luôn nha, 2 muỗng canh sữa đặc. Và cuối cùng nữa là em cho sữa tươi, nhưng mà sữa tươi em bỏ vô không có hết nè mọi người, sữa tươi em sẽ bỏ vô 1 xíu sữa tươi thôi cho nó thơm thôi, cho nó thơm với lại nó chung với nhau á, nó béo. Rồi em đậy nắp lại, em để lên xay nha. Rồi bây giờ em sẽ bỏ đá vô, em xay lần 2 nha cả nhà. Đá em đập hơi nhuyễn rồi đó. Rồi em tiếp tục xay ha.
Rồi xong ha, em sẽ lấy cái cối ra. Rồi giờ em để hai cái ly đây ha. Em sẽ xếp ra, em đổ ra ha. Rồi, nước nó rất là mịn cả nhà. Được 2 ly luôn ha. Đúng 2 ly luôn. Mịn là thơm, mùi chuối, mùi cam nó bay lên thơm ghê. Rồi em sẽ trang trí lên đây một miếng cam ha. Rất là dễ thương luôn. Sau đó em sẽ bỏ cái ống hút vô. Sang miếng hút này qua đây. Thế là xong rồi cả nhà ơi. Đây ạ. Sinh tố cam chuối. Em mời cả nhà nha. Rồi bây giờ để em uống thử cái thành quả của mình làm nhé. Rồi đã khác. Cái mùi cam với chuối á cả nhà. Hai cái này nó kết hợp lại cái hương vị rất là nhẹ nhàng luôn á. Cam thì vừa đủ vị chua nhẹ ha, còn chuối thì thơm ngọt của chuối, béo béo của sữa với lại mật ong á ha. Các cái hương vị nó hòa quyện lại với nhau, nó tạo nên một cái loại thức uống rất là đậm đà, bổ dưỡng nữa, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Cả nhà mình khi nào mà rảnh rỗi làm thử cái món thức uống này đi ha, rất là đã khác luôn á. Chuối và cam đều bổ dưỡng ha, thì kết hợp với sữa nữa. Sữa thì cũng có vị vitamin, chuối với lại cam cũng có vị vitamin ha, rất là bổ dưỡng, uống đẹp da nữa, giữ dáng nữa nè, rất là nhiều nhiều tác dụng làm đẹp cho phụ nữ cũng như đàn ông thì có sức khỏe ha. Rồi vậy thôi, video của em tới đây là kết thúc nha cả nhà. Em cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian ra xem video của em ha. Nếu thấy thích thì cho em một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của em với nhé. Và bây giờ em nói lời tạm biệt, hẹn cả nhà ở video sau nha. Bye bye.